Rồi xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ lại cùng chúng ta tìm hiểu tiếp về một cái loại hình đặc biệt trong chương trình hình lớp 8. Đó là hình thoi nhá. Sau cái hình bình hành đến hình chữ nhật rồi đến bây giờ là hình thoi. Được không nào? Thế thì người ta định nghĩa hình thoi như thế nào? Hình thoi là cái tứ giác. À thầy phải ghi chữ hình thoi đã chứ nhỉ. Hình thoi là cái tứ giác mà có bốn cạnh bằng nhau hình thoi là tứ giác mà có bốn cạnh bằng nhau đấy định nghĩa nó là như thế này đấy hình thoi là cái tứ giác mà có bốn cạnh bằng nhau đây thầy sẽ vẽ cho chúng ta một cái hình thoi nó có bốn cạnh bằng nhau cái hình thoi này thì hồi tiểu học chúng ta cũng đã gặp qua rồi. Rồi ở lớp 6 cũng gặp qua rồi, đấy. Thầy gọi nó là a b c d. Đầu tiên định nghĩa người ta chỉ cho là cái cạnh này bằng cạnh này bằng cạnh này bằng cạnh này. Đấy, hình thoi là hình mà có bốn cạnh bằng nhau. Xong. Thế rồi bây giờ tiếp tục chúng ta nghiên cứu tới cái tính chất của hình thoi thì hình thoi nó có những tính chất gì chúng ta cần phải nhớ chúng ta có một cái gợi ý nho nhỏ đó là gì hình thoi thì nó cũng là hình gì cũng là hình bình hành nhá ta sẽ chứng minh được là nó sẽ là hình bình hành đây mở ngoặc thoi cũng là hình bình hành nên suy ra là nó có những tính chất như hình bình hành suy ra là có những tính chất có những tính chất như hình bình hành rồi thế thì sẽ chứng minh sơ sơ ngắn ngắn tại sao nó là hình bình hành nhá. Thế lại phải nhớ lại định nghĩa hình bình hành là gì? Hình bình hành là nó có cặp cạnh song song ấy thì gọi là hình bình hành. Hai cặp cạnh song song với nhau thì gọi là hình bình hành. Vậy bây giờ người ta chỉ cho cái gì thôi? Chỉ cho bốn cạnh bằng nhau. Ta sẽ chứng minh nó thành song song để suy ra là hình bình hành. Được chưa? Thì bây giờ mình kẻ một cái đường chéo AC đi. Đó. Rồi bây giờ ta xét tam giác xét tam giác ABC nó sẽ bằng với tam giác CDA. Thầy muốn là ABC lại bằng CDA. Tại vì sao? Tại vì cạnh AB thì bằng cạnh CD. Đây, AB thì bằng CD. Rồi, cạnh AC thì bằng cạnh CA. AC thì bằng CA. Được chưa nào? Rồi, cạnh BC thì bằng với cạnh DA. BC bằng DA Đây, ta nhìn đi, BC thì bằng DA Tại vì hình thoi mà, BC thì bằng DA bốn cạnh này bằng nhau cơ mà Thầy nói cạnh này bằng cạnh này không sai Cạnh này bằng cạnh này, cạnh này chung Đấy, như thế này đúng không? Rồi, suy ra tam giác ABC bằng với tam giác CDA Theo trường hợp cạnh 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 Thế khi hai tam giác này bằng nhau rồi Thì thầy mới suy ra là cái góc A1 ấy Là nó bằng góc C2 A1 chính là góc BAC thì bằng DCA. DCA. Vậy nó bằng góc C2. Được chưa? Bằng góc C2. Vậy ta mới suy ra ở đây là AB song song với CD. Tại vì ở cặp góc so le trong. Cặp góc so le trong nhưng mà lại bằng nhau. Thì ta sẽ suy ra được là AB song song CD. Vậy hoàn toàn tương tự ta sẽ suy ra được là AD song song với BC. Vậy thì tất nhiên khi có hai cặp cạnh song song rồi thì ta suy ra cái hình ABCD tự dưng nó là là hình bình hành. Đấy. Nó là hình bình hành. Thế mà hình bình hành thì sẽ có tính những tính chất như hình bình hành. Đó là tính chất gì? Đầu tiên này. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nhá. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường Đấy. hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và tất nhiên là vì nó là hình bình hành nên mình suy ra là cặp cạnh đối song song nhá cặp cạnh đối song song tức là gì định nghĩa hình thoi thì chỉ nói rằng là bốn cạnh bằng nhau nhưng mình được phép suy ra là AB thì song song với CD Và AD thì song song với BC Ok chưa? Rồi Cái cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì mình vẽ vào đi Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường Là điểm O à, Cạnh này Cạnh này Bắt chéo Bằng bắt chéo Được chưa nào? Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường Ghi rõ thêm vào đây cũng được này OA thì bằng với OC Chấm phẩy OB thì bằng với OD đó. Rồi tiếp theo chúng ta có tính chất gì? Chúng ta có tính chất là các đường chéo ấy thì nó sẽ là phân giác của các góc, nhá. Các đường chéo, các đường chéo là phân giác của các góc tương ứng. Tức là gì? BD nó sẽ là phân giác của góc B và góc D. Thầy đánh dấu rồi, một và hai vạch để thể hiện là nó bằng nhau. Đấy. Được chưa? Rồi, bên này cũng là phân giác này. Một vạch. Một vạch. Cái tính chất phân giác này thì chứng minh rất là dễ, bởi vì mình chỉ cần đi xét hai tam giác thôi. Xét hai tam giác này này cũng bằng nhau theo trường hợp cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này, cạnh này chung. Vậy là ABO bằng CBO thì hai góc này bằng nhau hai góc này bằng nhau thì là phân giác thế thôi nhá yeah. như vậy là các đường chéo là phân giác của các góc được chưa thế rồi là gì các góc đối thì nó cũng bằng nhau bởi vì nó là hình bình hành mà thì các góc đối là bằng nhau các góc đối thì bằng nhau ghi hẳn ở đây này là gì các góc đối là b bằng với d và góc a thì bằng góc c được chưa? Đấy. Đây là tính chất của hình thoi, đúng chưa nào? Rồi, các đường chéo nó còn có gì đặc biệt nữa cơ? Cái chỗ này là chúng ta phải nhớ này, mà nó hơi khác hình bình hành. Hình bình hành thì chỉ có là các đường chéo làm sao? Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Nhưng mà hình thoi nó có thêm một tính chất khác hình bình hành. Thì cái chỗ này này nó là gì? Hai đường chéo hai đường chéo thì vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường tại trung điểm mỗi đường cái này là gì là khác hình bình hành hình bình hành nó chỉ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thôi nhưng mà hình thoi thì nó còn gì vuông góc với nhau Mọi nhớ nhá thế cái chỗ này thì chứng minh thế nào thầy nói nho nhỏ vào đây đó là gì lại nói tam giác ABO bằng tam giác CBO trường hợp cạnh cạnh cạnh. Đúng chưa? Cạnh cạnh cạnh. Thế để làm gì? Rồi lại suy ra là góc O1 bằng góc O2. Đây. Góc O1 bằng góc O2. Hai tam giác bằng nhau thì hai góc tương ứng bằng nhau. Thế nhưng mà mà O1 cộng với O2 thì lại bằng 180 độ. Bởi vì đây là hai góc kề bù đúng không nào đây hai góc này kề bù thế hai góc bằng nhau mà tổng lại bằng 180 thế thì mỗi góc này 90 độ đúng không nào tại vì 90 cộng 90 thì ra 180 mà 90 thì cũng bằng 90 vậy chúng ta suy luôn ra đây là O1 bằng O2 bằng 90 độ thế thì vậy chẳng phải là nó vuông góc à đây bây giờ thì đánh dấu vuông góc ở đây đấy vuông góc đấy nhé được chưa nào rồi đây là phần tính chất Chúng ta cứ ghi hết vào trong vở đi Xong chúng ta đọc cho thật kỹ vào Có những cái tính chất thì nó giống với hình bình hành thôi Nhưng mà có tính chất thì nó lại là riêng của hình thoi Được không nào? Hình bình hành nó không có tính chất đấy Thế cái chỗ nào sẽ là tính chất riêng của hình thoi? Đây Chỗ này nó sẽ là thằng riêng Hình thoi thì nó không có tính chất phân giác này đâu À xin lỗi Hình bình hành thì nó không có tính chất phân giác này đâu nhá. Rồi hình bình hành thì nó cũng trung điểm đấy nhưng mà nó không phải vuông góc đâu. Cái chỗ này là cái tính chất riêng này. Tính chất riêng của hình hình thoi. Rồi. Bây giờ chúng ta mới đi sang phần thứ ba. Đó là phần dấu hiệu nhận biết hình thoi. Được không nào? Rồi, dấu hiệu nhận biết hình thoi. Đây, sẽ xóa hết chỗ này đi. Chúng ta tua qua cái đoạn thầy xóa bảng đi. Chứ thầy không có thời gian để biên tập các video đâu. Mỗi khi quay xong mà này vứt nó vào phần mềm xong rồi biên tập cắt ghép xóa những đoạn thừa thãi đi thì nó hơi hơi mất thời gian cái thời gian biên tập nó còn lâu hơn thời gian thầy quay ấy nên là thôi thầy quay thầy dạy như thật luôn có cái gì mà lỗi thì ta báo thầy thầy sửa tại vì trong lúc dạy trong lúc nói lúc viết nhiều khi cũng không tránh được sai sót thế xong rồi thì những cái hành động thừa ví dụ như xóa bảng này tìm thước này rồi gì đó đi thì chúng ta tua qua cho nó nhanh nhá mình học như thật đấy rồi mục thứ ba đó là gì dấu hiệu nhận biết hình thoi nha dấu hiệu nhận biết hình thoi ý ở đây ấy, là người ta muốn nói đến cái việc là gì là dấu hiệu nhận biết từ hình bình hành mà nó suy ra hình thoi tại vì cái hình bình hành nó chưa phải là hình thoi mọi con hình dung không lúc na nó như thế này này phải vẽ một cái hình bình hành nhé hình bình hành mà nó nó rõ là hình bình hành đã. Hình thoi nó chính là một hình hình bình hành đặc biệt mà. Đây. À thầy cũng đánh là A B C D. Cái này là hình bình hành. Được chưa? Thế xong rồi nó 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 sang hình thoi thì vì sao nó sang hình thoi? Đấy, nó sang cái hình thoi. Để thầy vẽ cái hình vào đây. Thì ta mới xem là tại sao nó lại biến thành hình thoi được. Chứ còn mình sẽ không đi nhận dạng À, mình sẽ không đi dấu hiệu nhận biết từ một cái tứ giác xong rồi biến thành hình thoi nữa thì nó, nó nó dài dòng nó cũng được thôi có những bài tập sẽ là như thế thì thì ta sẽ dựa vào định nghĩa của hình thoi dựa vào tính chất của hình thoi để mình chứng minh nó là hình thoi còn ở đây đang nói dấu hiệu nhận biết thì mình sẽ nói từ hình bình hành mà suy ra hình thoi thì cần thêm cái điều kiện gì đấy như thế để cho mình có cái câu hỏi uh, tư duy logic ở trong đầu là từ hình bình hành mà sang hình thoi thì cần điều kiện gì À, được chưa nào? Thế ta mới thấy ngay là gì? Hình bình hành mà nó sẽ trở thành hình thoi khi nào? Đây, hình bình hành thì nó có cạnh ngắn, cạnh dài. Vậy là nếu như mà hai cạnh này nó bằng nhau thì nó thành hình thoi thôi. Tại vì cái này bằng cái này sẵn rồi, cái này bằng cái này sẵn rồi, bây giờ hai thằng này bằng nhau. Thế là bốn cạnh bằng nhau nhá. Vậy ta sẽ nói thế này, hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau thì là hình thoi đúng không đây đúng rồi là gì nữa nếu ab mà bằng bc thế là thành ra là bốn cái bằng nhau tất thì vậy nó là hình thoi xong vào bài nếu muốn chứng minh uh, một cái hình bình hành mà là hình thoi thì ta chỉ cần chứng minh hai cạnh kề nó bằng nhau còn chứng minh hai cạnh kề bằng nhau thì làm gì thì ta lại đi vào việc xét hai tam giác chẳng hạn xong rồi ta chứng minh được là hai tam giác ấy bằng nhau suy ra hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau được chưa nào? Rồi, điều kiện gì nữa nào? Với cái hình bình hành ấy thì mình sẽ có hai cái đường chéo. Nhưng hai đường chéo này chưa phải là phân giác. Chúng ta chỉ có góc trên này này thì bằng góc dưới này. Nhưng mà chưa chắc đã bằng góc này. Ta hiểu không? Lý do là vì hai cái cạnh này nó không bằng nhau mà. Hai cạnh này không bằng nhau thì thì cái tam giác ABC nó không phải là tam giác cân. Ta nghe được không? AB nó không bằng BC chẳng hạn thế thầy đang vẽ là cái ngắn cái dài thì tam giác ABC không phải là cân mà không cân thì cái góc dấu hỏi này này nó không bằng cái góc hai vạch này đâu mặc dù góc hai vạch thì bằng góc dưới này do so le trong đúng không nào thế bây giờ nếu như mà nó trở thành hình thoi thì hai cái cạnh này nó bằng nhau tức là hai cạnh này bằng nhau vậy tam giác này là tam giác cân thì góc dấu hỏi nó sẽ bằng góc này hai, này. hai góc này sẽ bằng nhau thế mà góc này cũng bằng góc này vậy hai góc này bằng nhau Nôm na là chúng ta sẽ có bốn góc này bằng nhau. Đấy. Mà như vậy thì đây sẽ được trở thành phần, đường đường phân giác nhá. Yeah. Đây là đánh dấu tạm ở đây là dấu hỏi cho nó chuẩn vì bây giờ là nó chưa có bằng nhau đâu. Đây là dấu hỏi. Đấy. Thế thì mình mới nói tiếp là cái điều kiện thứ hai là gì? Là hình bình hành. Hình bình hành mà có đường chéo là phân giác là phân giác của góc tương ứng thì là hình thoi Đấy, nhá một cái hình bình hành mà có cái đường chéo này này mà nó trở thành phân giác đây trở thành phân giác a b c d bên này cũng là phân giác phân giác tương ứng mà Đường chéo AC thì là phân giác của góc A góc C. Đường chéo BD thì là phân giác của góc B góc D. Người ta gọi là phân giác của góc tương ứng. Thì nó sẽ là hình thoi. Được chưa nào? Đấy. Rồi. Cái điều kiện gì nữa? Bình thường một cái hình bình hành thì cái chỗ này nó làm sao? Nó cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Và sang hình thoi thì nó cũng cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, đúng không? Trung điểm mỗi đường. Bên này cũng là trung điểm mỗi đường nhưng cái sự riêng của nó là gì sự riêng của nó là cái thằng này này nó sẽ có góc to góc nhỏ lý do bởi vì cái tam giác này là tam giác chưa cân nói chung là không cân thế không cân thì cái đường trung tuyến nó sẽ không phải là đường cao còn ở đây tam giác này là nó cân do là hai cạnh bên này nó bằng nhau vậy thì đường trung tuyến cũng chính là đường cao mà tính chất của hình thoi là hai đường chéo nó phải vuông góc nhau tại trung điểm mỗi đường còn tính chất của hình bình hành thì chưa có điều đấy vậy bây giờ nếu như cái hình bình hành mà có tính chất đấy thì nó sẽ trở thành hình thoi vậy hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc nhau để viết tắt cái từ vuông góc nhau bình thường nó viết hẳn ra đấy vờ vuông vuông đấy hai đường chéo vuông góc nhau thì là hình bình hành à, chết, chết, chết. thì là hình thoi đấy cứ dừng lại để nói lung tung là nó lại thì là hình thoi được chưa nào đấy đây là dấu hiệu nhận biết hình thoi được không cái video lý thuyết nhưng mà nó hơi dài còn cố gắng nghe đi có gì thắc mắc hay cần thêm bài tập thì nói với thầy thì thầy hướng dẫn